công bố Nguyễn Duy Hưng bị bắt, Tô Giác Vàng công khai tấn công Huệ đòm đòm. Vào ngày 15 tháng 4, ông Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, đã chính thức thông báo với báo chí Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Ông Hưng bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ông Nguyễn Duy Hưng còn có ông Hoàng Thế Du, trưởng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Anh Quang, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, bị bắt về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, và ông Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban cũng bị bắt giam. Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An. Thực ra, nguồn tin nội bộ cho biết ông Hưng đã bị bắt từ ngày 8 tháng 4. Đến bây giờ, ông Tuân Sô mới thông báo chính thức cho báo chí đăng tin. Ông Hưng là người gốc Nghệ An, là sân sau của nhóm lợi ích chính trị Nghệ An, Hà Tĩnh. Đối với ông Vương Đình Huệ thì việc bắt ông Hưng cũng tương tự như việc bắt Hậu Pháo đối với ông Võ Văn Thưởng vậy. Ông Tô Lâm đang nhóm và nhân vật quyền lực tiếp theo trong tứ trụ sau ông Võ Văn Thưởng. Ngoài ông Nguyễn Duy Hưng, thông tin nội bộ cho biết thêm, ông Tô Lâm cũng đang giam giữ ông cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhưng chưa công bố. Có thể trường hợp của ông Dũng vẫn còn đang ngã giá sau cánh gà. Nếu chưa công bố báo chí thì việc giữ hay thả người đã tùy vào ý muốn của Tô Lâm. Nếu ngã giá thành công thì sẽ thả người. Khi ông Sô thông báo Nguyễn Duy Hưng bị bắt thì xem như ông Tô Lâm đã không cho phe Vương Đình Huệ ngã giá để ông Hưng được thả. Ông Tô Lâm đã chính thức tuyên chiến với Vương Đình Huệ với đòn đánh nhằm loại ông Huệ ra khỏi vũ đài chính trị để mà giành lấy chiếc ghế tổng bí thư vào nhiệm kỳ đại hội đảng lần tới đây. Nước xa thì không cứu được lửa gần. Việc ông Huệ đi cầu viện Bắc Kinh là tính kế lâu dài, nhưng tại Việt Nam ông Huệ thì lại bị Tô Lâm đánh tới tấp, không kịp đỡ đòn. Ông Huệ thì nhờ vào Bộ Chính trị, nhờ Nguyễn Phú Trọng và nhờ Thiên Triều để bao vây tấn công Tô Lâm. Thì ngược lại, ông Tô Lâm cho bắt Nguyễn Duy Hưng, câu lưu em trai ông Huệ và tạm giam trợ lý của ông Huệ để lấy lời khai. Chính là cách mà Tô Lâm bao vây và tấn công ngược trở lại ông Huệ. Chưa biết bên nào sẽ bị bên nào hạ trước. Nếu đánh gục Vương Đình Huệ thì điều đó có nghĩa là ông Tô Lâm đã thành công triệt được sức mạnh của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu còn quyền lực thì ông Trọng không để cho Tô Lâm chạm vào ông Vương Đình Huệ. Ghế của ông Huệ Vương đang lung lay dữ dội. Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày ông Thưởng phải rời ghế chủ tịch nước mà Tô Lâm vẫn chưa chịu lên ghế. Điều đó cho thấy sự tính toán trong kế hoạch của Tô Lâm, ông phải dọn sạch mọi đực cản trước khi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch nước. Từ đây tới đại hội lần thứ 14, nếu ông Huệ không bị hạ thì ông Tô Lâm sẽ đánh tiếp. Nếu hạ được ông Vương Đình Huệ thì Tô Lâm cũng không ngồi yên mà tiếp tục tấn công phe đối lập. Lúc đó, nạn nhân tiếp theo rất có thể là Phạm Minh Chính. Bất kỳ ai có khả năng cạnh tranh chức Tổng Bí Thư với Tô Lâm thì chắc chắn Tô Lâm sẽ không tha. Đại hội 14 còn chưa đầy 20 tháng nữa là bắt đầu. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều trận thư hùng khốc liệt và đặc sắc cho đến khi nào chỉ còn một kẻ chiến thắng sau cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin công bố Nguyễn Duy Hưng bị bắt, Tô Giác Vàng công khai tấn công Huệ đòm đóm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thế Huệ mạnh, khả năng Tô Chính liên thủ. Hiện nay Vương Đình Huệ đang cố gắng để tạo ra thế ba mũi giáp công, đánh vào Tô Lâm hay chỉ ít cũng tạo được thế gọng kim hãm Tô Lâm.
tại Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ chiếm ưu thế hơn hẳn. Tại Bộ Công an, phe Huệ và phe Tô Lâm bất phân thắng bại. Tại Bắc Triều, Vương Đình Huệ cũng đang lợi thế hơn Tô Lâm. Ngược lại, phe Tô Lâm chỉ còn bám víu vào thế cờ duy nhất, đó là đánh mạnh vào đàn em của Vương Đình Huệ. Hiện có thông tin em trai của ông Huệ đã bị câu lưu và trợ lý của ông cũng đang nằm trong tầm ngắm của Tô Lâm. Nếu nắm được bằng chứng phạm pháp rõ ràng như trường hợp của hậu pháo hối lộ ông Võ Văn Thưởng, thì Vương Đình Huệ cũng không có lối thoát. Tuy nhiên, câu hỏi mà giới phân tích đặt ra là bằng chứng về những khoản tiền bẩn qua tay em ruột và trợ lý của ông Huệ có đủ thuyết phục hay không? Bởi đa số thời gian công tác của ông Huệ là ở Trung ương, thời gian về địa phương chỉ khoảng có một năm. Đó là lúc ông Huệ làm bí thư thành ủy Hà Nội, tạm thay thế cho Hoàng Trung Hải, bị kỷ luật. Liệu Tô Lâm có nắm đủ bằng chứng để hạ Vương Đình Huệ hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Ông Tô Lâm đã bố trí tay chân làm giám đốc công an 63 tỉnh thành trên cả nước. Cho nên những người từng kinh qua các chức vụ như bí thư hay chủ tịch tỉnh thường khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Với thời gian ngắn ngủi làm bí thư thành ủy Hà Nội của ông Vương Đình Huệ, nếu ông có nhúng chàm và bị ông Tô Lâm nắm được, thì ông Huệ rất khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Bản tính của Tô Lâm là hay làm liều, ra tay mạnh mẽ và bất chấp. Cho nên tin đồn về việc bắt giữ em ruột và nhắm vào trợ lý của ông Huệ mà không có công báo trước báo chí nhà nước là điều này cũng có khả năng xảy ra. Không rõ ông Tô Lâm dùng chiến thuật dung cây dọa khỉ để cho ông Vương Đình Huệ có tật giật mình, hay là hai người thân cận của ông Vương Đình Huệ đã bị Tô Lâm nắm hết bằng chứng sai phạm. Với tính khí của Tô Lâm, một khi đã có bằng chứng thì sẽ đánh úp ngay chứ không chần chừ, thương lượng, ngã giá, mất thời gian. Cho nên, việc bắt người không công bố làm cho một số nhà phân tích nghi ngờ về thứ vũ khí lợi hại đang nằm trong tay của Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm không đủ bằng chứng thuyết phục để hạ Vương Đình Huệ thì rất có thể người bị thịt không phải là ông Huệ mà chính là ông Tô Lâm. Bởi ông Huệ đã thể hiện rõ ý đồ cắt đứt quyền lực của nhóm Hưng Yên tại Bộ Công an bằng con bài Phan Đình Trạc. Nếu Tô Lâm mất Bộ Công an và bị đẩy lên ghế Chủ tịch nước, thì khi đó ông Tô Lâm sẽ trở thành cá nằm trên thớt đối với ông Huệ. Lúc đó ông Huệ có thể thịt Tô Lâm bất cứ lúc nào. Nếu thế lực của Vương Đình Huệ đủ mạnh khiến cho Tô Lâm bất lực, thì người thua cuộc không chỉ có Tô Lâm mà có thể cả là Phạm Minh Chính. Còn nhớ trước Đại hội Đảng lần thứ 13, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính đấu nhau giành chiếc ghế thủ tướng. Nhưng cuối cùng ông Huệ đã thua cuộc và có lẽ ông Huệ khó mà nuốt trôi cục tức này. Nếu Phan Đình Trạc ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì gần như chắc chắn Vương Đình Huệ sẽ trở thành Tổng Bí Thư. Bởi một khi ông Trạc nắm thóp được Bộ Công an thì sức mạnh của Tô Lâm sẽ bị hóa giải. Mà khi Vương Đình Huệ vừa nắm chức Tổng Bí Thư vừa điều khiển được Bộ Công an thì lúc đó có thể Phạm Minh Chính cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Khi đấy, ông Chính phải lo mà giữ cho chắc chức thủ tướng, nếu không cũng có khả năng ngã ngựa. Câu hỏi đặt ra là liệu có một liên minh Tô Lâm và Phạm Minh Chính để mà đối đầu với Vương Đình Huệ hay không? Những ngày gần đây, mạng xã hội lại rộ lên tin đồn, ông Chính liên minh với Tô Lâm. Không biết ông Chính có thực sự nhảy vào bên này để đánh bên kia hay không, bởi ông Chính cũng có tham vọng đoạt ghế Tổng Bí Thư. Hiện nay, ba người, Tô Lâm, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính đang tạo thành thế chân vạc trong cuộc chiến tranh để giành ghế Tổng Bí Thư. Vì vậy, nếu ông Huệ đến được gần ghế Tổng hơn, thì khả năng hai người còn lại sẽ liên thủ để mà hạ ông Huệ là rất cao. Họ liên thủ để loại bỏ một đối thủ, rồi sau đó lại quay ra đấu với nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin thế của Huệ mạnh, khả năng Tô Lâm và Phạm Minh Chính có liên thủ với nhau hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de